Everybody, welcome to Hell với cả tới. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell với cả tới. Thì sau khi cân đo đâm đếm lại thì Hell đếm được là đây là 1 triệu đô la nha các bạn ơi. 1 triệu rương 1 đô la. Ừ, đó, đó là bây giờ Hell sẽ cắn hết cái đống này. Anh em thấy sao? Ok, nhưng mà nếu mà cắn kiểu này thì chắc là Heo sẽ dùng auto và Heo sẽ cố gắng quay hết nó luôn ha. Đó. Ừ không thì thôi để Heo auto hết cái đống này đi rồi chúng ta tiếp tục ha. Đây vô này coi, cắn 1 triệu đô la. Trời ơi à. Đó, một con game cho 1 triệu kim cương. Bây giờ nó cho thêm 1 triệu đô la. Đây. Lúc đầu chỉ có 10.000 đô thôi, nhưng mà bây giờ thì nó được 20.000 rồi. Bây giờ Heo cố gắng Heo auto hết cái đống này luôn ha. Rồi rồi rồi, đợi Heo tí. À, mình nên quay hết luôn không ta? Quay hết luôn đi. Ok. Ôi, quả thật là lâu quá các bạn ơi. Gần 2 tiếng đồng hồ mà Heo chỉ mới cắn hết được 600, ui gần 1 triệu rồi. Ui cái này tầm mấy tiếng, khoảng cắn 3 tiếng là đủ 1 triệu á. À, thôi nhưng mà như đây cũng đủ rồi ha. Nếu mà cắn nữa thì lâu lắm, tốn thời gian kinh khủng khiếp luôn á. Ui quá nhiều thứ để mà mua. Có tiền làm cái gì. Ui hồi đó là ta sợ. Ui hồi đó là... như là không có tiền đó các bạn, chơi con này cứ nhấp nhả nhấp nhả nhấp nhả. Ôi rồi ôi bây giờ ngon rồi, mua full cái mua full cái đóng skin thôi. Ôi rồi ôi tiền nhiều quá. Quay nhưng mà để mua skin thì vô hẳn ở đây mình mua chứ đúng không. 1.000, 2.000, 3.000 đi. Tầm 3.000. Ok, tốt nhiêu tiền nè. Ủa? À, muôn lần được có 99 này hả? Ô là trời. Ta tưởng đâu mua lần là được mua hết thôi. Kiểu vô đây rồi mình mua về cho nó lẹ nè. Đó. Thiếu nhiêu rồi tự nó bù vô chứ. Đó, về cho nó lẹ bộ ơi. Trời ơi, ô. Skin VIP. Ok, skin VIP. Nào, đây nè. Rồi. Nào. Ngon lành cành đào bồ ơi. Ôi ơi. Đó. Wow. Ngon lành. Mua hết tiền nhiều mà bồ. Ôi, một phiên bản mà rất nhiều tiền. Ôi. Rất nhiều tiền thì mình phải làm gì? Tiền nhiều quá đi thôi. Lộn. Đó. Không. À. Phải gì mà tại vì muốn mua hết thôi các bạn ơi. Muốn mua về cho nó đủ bộ sưu tập thôi. Chứ trời ơi đẹp đẽ gì đâu. Nghe nói là bản chính thức mới ra con ban UR á. Ôi cũng ham quá mà. Thôi chơi bản này đi. Bên này nó có free các bạn à. Ok. Tính ra game này là bản gốc là nó vẫn còn đang phát triển luôn á. Ủa chứ nó vẫn còn đang trên đường ra thêm nhiều tướng UR nữa. Còn bản Pri là được 4 con UR, trong khi đó là chúng ta được nhận hết 2 con rồi. Đó. Rồi thần binh thời trang UR đồ này nọ là mình cũng nhận được luôn rồi. Nói năng gì nữa giờ. Tính ra sao mà admin còn 2 con UR chắc là để cho anh em nào nạp thì nạp á chứ nếu mà tặng free full vậy rồi admin lấy đâu ra mà kinh phí mà duy trì server được. Tính ra là nó full mẹ nó rồi còn gì nữa. Lúc đầu đâu có để ý mấy cái rương đô la đâu.
Trời ơi, tới chừng video thứ hai vô nhận quà rồi mới thấy. Ôi, chúng ta được tặng full 1 triệu rương đô la luôn. Wow, ngon lành cành đào. Ê, cái con này cũng UR nè. Trời ơi, nhưng mà sao chúng ta không được đó ta? Ủa sao mấy cái tên trong này nó lại khác quá ha? Sonic đồ gì nè. Top Super. Ok. Rồi con này là con Urili hả? Nó là Urili Yon hả? Yonter hả? Trời ơi, cái này là lão bang nè. Lão bang thì đây là Dapper hả? Dapper Style hả? Ok. Rồi. Quá trời ngon rồi bầu ơi. Ok. Sakura Haori hả? Ôi trời ơi. Ok. Đó. Ok, mở hết. Tiền nhiều mà. Trời ơi. Gần 1 triệu. Nãy giờ mình mở live ra thì nó cũng được vài trăm rồi chứ ít nổi gì đâu bộ. Ít đâu. Lập hết. Lập nữa. Ok. Ok. Wow. Ngon lành. Ây da. Ôi. Takoyaki nè. Samurai nguyên tử. Ok. Mua hết chưa ta? Ờ. Chưa. Còn nữa. Ôi. Ôi. Nhiều vậy? À không không. Sắp hết rồi. 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 Mua hết. Ok. Trời ơi. À cái này là tên của cái skin thôi chứ đúng không? À cái tên nhân vật nó nằm ở dưới nè. À Zombie Man nè. À đúng rồi đúng rồi. Ok. Đúng rồi, Sonic ở dưới nè. À hồi nãy giờ không thấy, nhìn lầm. Ok, sorry anh em. Trời ơi, sai quá sai. Rồi tên nó nằm ở dưới nè. Ủa gì chiêu em boy gì nè. Ủa à sao? Tên. Ủa, hết mua được rồi hả? Mua được rồi. Mấy con này mua hết luôn. Đã lỡ nói là mua full rồi mà chưa lại làm gì đúng không anh em? Ok, nên là em sẽ mua full luôn. Ok. Ok, rồi. Ủa, mấy cái này, à, mua hết rồi. Đấy, full rồi đấy. Còn gì nữa đâu. À, ôi, mua full hết mà còn bao nhiêu đô la đây. Trời ơi, còn nhiều. Hồi nãy là 690 ngàn, giờ còn 677 ngàn. Nào, có tướng rồi. Ồ, hôm nay là được quay ra con này luôn hả? Ồ, ồ, nhưng mà từ từ đi, chúng ta đi quay thường thôi. Quay bớt mấy cái bé này đi. À, đó. Nào, có con gì ngon nào, thử vận may nào. Chúng ta có skin rồi, bây giờ chúng ta chỉ thiếu tướng thôi. À, đi quay tướng, kiếm skin rồi, bây giờ đi kiếm tướng. Coi tỷ lệ ra sao, nhiều khi cho nhiều tiền mà tỷ lệ ra ít sỉnh thì cũng vậy thôi các bạn ơi. Không có gì ngon hết á. À, theo nghĩ là nó sẽ ngon đấy. Ok mà. Nó rất là ok luôn đấy. Ok mà. Tới luôn, tới luôn. Gì đâu mà cử. Đó, tự kiên gì, tới luôn đi. Nữa. Nào, nào. Ok. Nếu mà hiện tại thì con này nó vẫn còn chưa ổn định các bạn ơi. Chứ nếu mà nó ổn định thì heo cũng làm cái series 7 ngày của con này cho thử coi sao. Ui. À, SR hả? Trời ơi. Ok. Tưởng đâu là ngon lành, ai ngờ nó là SR. Trời ơi. Nào, quay hết 160 vé này thôi ha. Thấy tỷ lệ nó hơi yếu à. Thấy tỷ lệ yếu à nè. Quay 6 lần. 6 lần ha, 4 lần ta. Để coi lại coi, nè, tính là 1 lần nè ha. Rồi. À, 6 lần mới được một con thì tỷ lệ cũng hơi chua.
tiếp luôn. Ôi rồi. Nữa 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 nữa. Ôi ôi. Ok, 3 lần rồi đó. Ba lần, giờ lần là 4 lần nè. Ôi, bản kia là bản đợt trước chúng ta chơi là 4 lần là được một con rồi đó anh em. Còn bản này là 4 lần mà chưa được một con nha. À. Rồi rồi, 5 lần nè. Đó. Ok, 5 lần, 4 5 lần mới được một con, tỷ lệ cũng vừa đủ à. Trời ơi, nhưng mà tại sao lại là những con này? Chán chết được luôn á. Ôi trời ơi. Nào, kiếm con gì đó nó ngon ngon hơn coi bộ. Ok, ó đúng rồi, phải liên tục vậy chứ. Nào, ai đây? Ôi, Garu. Garu, Garu, ôi. Ngon, 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 Garu, đã có Garu, được. Rồi, giờ tìm một con. Ôi, nữa đây. Trời ơi, tỷ lệ hết hồn chưa? Nào, ai đây, ai đây? À, top luôn. Boru, Borot gì đó. Bot. Con này là con ngoài hành tinh. Hey, con này lên được UR đấy. Đùa. Nhưng mà bản này nó chưa mở UR con này. Hy vọng là sau này nó có cập nhật đồ, nó có up hiệp tướng mới đồ ha. Ê, 1 triệu kim cương. Chúng ta có nên đầu tư một mớ vé vô đây để quay thử không ta? Hàng thơm, hàng ngon gì mà được đấy chứ. Được như vậy làm sao mà bỏ qua. Ok. Rồi, một lần nữa. Một lần nữa. Hết vé. Ok. Để coi tổng là bao nhiêu con. Một. Con này là lúc đầu có. Con này có. 2, 3, 4. 4 con. 100. Rưỡi 160 gì đó. Được 4 con. Là tỷ lệ cũng ok đấy chứ bộ. Cũng ngon đấy. Được. Nhưng mà mấy con này có cần skin không? Quên nữa. À đây, anh này có. Ủa, ủa, skin ở đâu? Trời ơi, cái gì cũng để trên là có skin nữa. Nè, đây, skin nè. Mở, lợm, cắn nuốt. Ủa, không, có chấm đỏ mới có mặt skin. Ôi, con này có mà. Trời ơi, đó. Con này cũng có luôn. Đúng vậy, đó. Rồi, con này, à không. Con này có không? Không luôn. Ok, ôi, con này lên được. À, lên được SSR thôi. Ok, cười mẹ ăn bút tù. Rồi, rồi, ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye.